Lê Văn Tú đánh lưới rất nhanh và tốc độ. Sẽ là một cái đấy. Gạt cầu rất cắm. Điểm số 5-2. Tỉa rất hay từ Vũ Lâm. Lâm Vũ có vẻ trận bán kết rất chung. Ăn vẫn chưa ăn được. Một tình huống cầu rất hay trước khi trận đấu kết thúc. Rất ngẫu hứng. 28-30. Anh Hoàng Anh chạy ra sân bị chuột rút rồi. Ok, Hùng lại quay máy đây. Phía bên màn hình cặp đôi Đào Mạnh Thắng và Lê Văn Tú. Phía xa màn hình là cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm. Có lẽ rất nhiều khán giả, cổ động viên đã quên mất Lê Văn Tú là ai rồi. Bởi vì Lê Văn Tú đã rất lâu rồi không thi đấu tại các giải đấu. Nhưng nếu mà các bạn đã từng xem Lê Văn Tú thi đấu thì khả năng mà mọi người quên được tay vợt nào thì rất là khó. Một tay vợt trẻ rất tài năng của đội tuyển cầu lông Sibucha Hà Nội. Văn Tú là anh Đào Mạnh Thắng, được mệnh danh là tay vợt đánh lưới hay nhất của cầu lông Việt Nam. Điểm số 2-1. Cầu ngoài sân. Hoàng Anh Lâm có vẻ mệt lắm rồi. Rất đơn giản. Điểm 4-1. Rất khó để cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh. Rất khó để cặp đôi Chí Đức và Trọng Nghĩa có thể lật ngược tình thế. Bên này thì trận đấu cũng sẽ bớt hay. Đập cầu tốt từ Vũ Lâm. Đôi điểm 2-4. Sẽ là một cái đấy. Gạt cầu rất cắm. Điểm số 5-2. Theo ông quan sát thì anh ấy đã thi đấu hay hơn rất nhiều so với giải thành công Mạo Khê năm ngoái. Đập cầu rất căng từ Vũ Lâm. Điểm 4-6. Chém cầu, một pha chém cầu cắt rất hay thì Vũ Lâm. Ép lưới rất nhanh từ Văn Tú. Cầm mừng hai chào nhau một chút nhá. Hoàng Anh Lâm thì đã rất mệt, còn bên kia Chí Đức bị lật cổ chân. Lê Văn Tú vẫn đánh rất an toàn và làm cầu rất tốt. Cứ cầm 12 nó hiện lên là Hùng sẽ biết là ai. Dù Hùng chia sẻ ngay. Điểm số 11-7. Cầu ngoài sân. Quân Hoàng cảm ơn đã chia sẻ. Xin chào anh Huy Bảo nhá. Nhiều lúc muốn xem mà thôi không quay, nghĩa là sao các anh ơi. Cảm ơn anh Ngô Trung Kiên giúp em chia sẻ live stream. 13-7 rồi. Xin chào Quân Hoàng. Hay quá, một pha đánh cầu giãn biên rất hay. Mạnh Thắng và Lê Văn Tú cũng còn khỏe. Vẫn lên bình thường. Cầu không qua lưới. 15-7.
Nhưng để đảm bảo tiến độ thi đấu thì ban tổ chức không còn cách nào khác. Cầu lật lưới rất may mắn. 16-7. 16-7. Anh Đào Mạnh Thắng với kinh nghiệm thi đấu rất nhiều năm của mình, từ top 50 đôi nam thế giới, pha xử lý trên lưới rất hay. Vũ Lâm đã rất mệt rồi. Lê Văn Tú đánh lưới rất nhanh và tốc độ. Đồng đội của Lê Văn Tú là Tuấn Huy đang bị chấn thương dây chằng và hứa hẹn sẽ trở lại vào năm 2021. Cặp đôi Lê Văn Tú và Tuấn Huy là một cặp đôi đánh cầu rất hay, cùng vô địch giải thành công Mạo Khê. Rồi, đến một tình huống cầu non thì anh Mạnh Thắng lại đập cầu vào lưới. Đập. Và tôi nghĩ rằng những vận động viên của đội tuyển Simucha Hà Nội đánh lưới rất hay. Một pha tì phản ngược lại của anh Đào Mạnh Thắng, sau đó là một pha dứt điểm không thể cản phá. Hơi đen, nhưng mà dù sao thì em vẫn đánh giá là cặp đôi Tuấn Anh Thiều trong trận đấu đấy vẫn nhỉnh hơn. Thế anh Trương Văn Mỹ bảo không có tiếng à? Chắc là nghe thấy chứ nếu không lúc nãy làm gì có ai comment 2. Hoàng Anh Lâm bây giờ chỉ bung cầu lên thôi. Mệt lắm rồi, không muốn đập nữa rồi. Cầu ngoài sân. Một tình huống không hiểu ý nhau giữa Đào Mạnh Thắng và Lê Văn Tú. Đối thủ của họ sẽ là Hoàng Anh Lâm hoặc Đào Mạnh Thắng, Lê Văn Tú. Nhưng Ngọc nghĩ rằng Lê Văn Tú và anh Đào Mạnh Thắng. Tuấn Anh, Dương Thiều và Văn Tú. Đào Mạnh Thắng. Ở vòng ngoài thì hai đôi đấy cũng đã gặp nhau rồi và Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng giành chiến thắng với cách điểm khoảng 6 điểm số. Cách biệt khoảng 6 điểm số. Bên kia họ ép cầu rất tốt luôn. Cao. Hết rồi. Khi đánh giải thì Lê Văn Tú gần như mới lên đội tuyển để tập. Và một năm trở lại đây thì Lê Văn Tú không còn thi đấu các giải chuyên nghiệp nữa. Thì Lê Văn Tú có thể nói là đánh chỉ sau cặp đôi số 1 Việt Nam thôi. Giải Mạo Khê Quảng Ninh giải 5.000 đô đấy ạ. Các vận động viên thi đấu giải đấu này thì cũng một phần là chuẩn bị cho giải đấu 5.000 đô đó. Mới đầu thì giải đấu này nhất chỉ có 10 triệu thôi. Nhưng mà trong quá trình thi đấu thì có rất nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ. Và bây giờ thì giải nhất đã lên đến 30 triệu đồng. Giải nhì 15 triệu đồng và đồng giải 3 lên đến 10 triệu đồng. Điểm số 18-23. Vẫn còn. Một cầu rất nặng từ anh Đào Mạnh Thắng. Rồi. Một pha cầu rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. Tin rằng đó sẽ lại tiếp tục là một trận đấu căng như trận đấu giữa Ngọc Triệu, Văn Hải và Hoàng Anh Lâm vậy. Tỷ rất hay. 20-24 rồi. Điểm số 20-24. Vũ Lâm giao cầu. Rất đáng tiếc.
song kiếm hợp binh. Nhưng cầu không qua lưới rồi. Anh Hoàng Anh thì rất mệt nhưng trọng tài thì công việc thì vẫn phải làm. Cầu lôi từ Văn Tú. Tại thời điểm cách đây khoảng 1 năm thì Lê Văn Tú đánh rất hay. Bốn điểm. Đội vận động viên của Mạo Khê Quảng Ninh đang rất xuyên áo rồi, rất cố gắng. Hai mươi tám, 23, khoảng cách 5 điểm, 3 điểm số nữa thôi. Mạnh Thắng và Văn Tú sẽ giành chiến thắng. Văn Tú và Minh Hiệp hay đánh cầu cùng các đàn anh dày dặn. Đây là giải đấu cầu lông Badminton Unlimited. Badminton Unlimited. Biết đâu bất ngờ. Linh Giang cổ vũ. Xin chào Linh Giang nha. Những điểm số cuối rất căng thẳng. Một điểm nữa thôi thì sẽ lên điểm 30 rồi. Và điểm số cuối cùng của trận đấu 30-26. Hai bảy ba mươi. Tỉa rất hay từ Vũ Lâm. Ăn vẫn chưa ăn được. Một tình huống cầu rất hay trước khi trận đấu kết thúc. Rất ngẫu hứng. 28-30. Anh Hoàng Anh chạy ra sân bị chuột rút rồi. Như hổ rình mồi. Non. Rồi, trận đấu kết thúc. Dường như đó là một pha đập cầu xịt của anh Mạnh Thắng. Nhưng nó đã khiến cho cặp đôi Hoàng Anh và Vũ Lâm không kịp phản xạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream.